Thưa quý vị, miền Bắc đã vào hè nhưng nhiệt độ cả tuần qua chỉ loanh quanh từ 19 đến 22 độ C, thời tiết mát mẻ dễ chịu, thậm chí có ngày trời rét và nhiều người phải mặc áo khoác ấm để ra đường. Dạng thời tiết sẽ tiếp tục duy trì trong 2 ngày cuối tuần, trời không mưa, rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Sáng sớm nay thời tiết tốt, trời không mưa nhưng nhiệt độ thì vẫn thấp do trời nhiều mây. Ra đường vào thời điểm buổi sáng thì chiếc áo khoác mỏng là không thể thiếu để tránh gió lạnh. Khi nhiệt độ ngoài trời chỉ 22 đến 23 độ C, độ ẩm cũng tương đối cao từ 70 đến 80%. Sau nhiều ngày âm u thì nắng nhẹ sẽ xuất hiện trong 2 ngày cuối tuần, đẩy nền nhiệt lên cao chạm ngưỡng 30 độ C. Dù vậy đây cũng là điều kiện thời tiết rất lý tưởng để tổ chức các hoạt động ngoài trời, nhất là khi mới trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục vào cuối tháng 4. Theo cơ quan khí tượng, tháng 5 khả năng xuất hiện 2 đến 3 đợt không khí lạnh yếu nén giải áp thấp ở phía Bắc và gây ra các đợt mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tập trung vào những ngày đầu tháng và nửa cuối tháng.